Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ đây chúng ta đang có mặt tại phòng thực hành của các bạn sinh viên khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Và như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta có rất nhiều những cơ sở vật chất, máy móc hiện đại để phục vụ cho việc thực hành bên cạnh những tiết học lý thuyết của các bạn sinh viên. Và ngày hôm nay tại phòng thực hành này chúng ta sẽ gặp gỡ thầy cô cũng như là sinh viên của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Các bạn sẽ được theo dõi quá trình học tập của một tiết thực hành của các bạn sinh viên như thế nào. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng chào đón và các bạn sinh viên của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Xin mời các bạn. Và xin chào thầy, thì trong phòng chúng ta có rất nhiều chiếc thiết bị rất hiện đại và ở đây chúng ta đang dừng chân tại một cái máy cũng khá là hiện đại. Các bạn có thể nhận thức về máy này là gì cũng như là chiếc máy giới thiệu các bạn, đây là máy điều trị có thể điều trị nhiều các phương thức, ví dụ như mình có thể sử dụng những kích thích điện hoặc là ở đây cô Nguyễn Lâm Bình đang thực hiện một cái phương thức là siêu âm. Mình sẽ sử dụng cái sóng siêu âm để điều trị giảm đau trên một cái vùng mô nào đó của cơ thể, hoặc là mình có thể điều trị sẹo, mình có thể điều trị những cái sẹo mổ, sẹo phỏng ở những cái vùng như là chi trên, chi dưới. Mình có thể điều trị giảm đau ở những cái khớp cổ tay, khớp khuỷu, khớp vai. Mình có thể kết hợp vừa điện trị liệu vừa siêu âm, thì đây là những cái phương thức điều trị của vật lý trị liệu. Xin cảm ơn. Theo mình sẽ qua bên đây để mình tìm hiểu một cái máy khác. Và ở đây thì chúng ta đang theo dõi một cái cuộc thực hành của thầy cô và các bạn sinh viên về một chiếc máy về thiết bị học tập. Đây cô Nguyễn Lâm Bình đang thao tác trên một cái máy gọi là máy sóng ngắn. Thì cái máy này cũng là một cái phương thức điều trị liệu. Mình sử dụng sóng ngắn để mình điều trị giảm đau trên những cái vùng lớn. Ví dụ như lưng hoặc là cái khớp, ví dụ như khớp háng, khớp gối, khớp vai, thì mình thay điều trị giảm đau hoặc là mình sử dụng sóng ngắn để mình kháng viêm trên những cái vùng đau, ví dụ như là viêm về đường tiêu hóa cũng thay sử dụng để điều trị kháng viêm giảm đau, còn kháng viêm thì bước sóng cũng là mình sử dụng. Đây là một cái loại sóng để điều trị. Cái này thì thường thời lượng nó làm trong bao lâu? Làm thì trong khoảng thời gian khoảng 20 phút cho một buổi trên mặt một lần điều trị. Thì một ngày có thể điều trị khoảng từ 1 đến 2 lần. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ này thì Hải Đăng đang được trong vai của một bạn sinh viên sẽ cùng với bạn sinh viên để thực hành thao tác thử một bài tập với bóng cùng với thầy cô và bạn điều trị. Thì ở đây mình sẽ có một cái phương thức tập là vận động. Mình sẽ vận động với bóng. Mình có thể làm nhiều cái mục đích. Ví dụ như mình tập mạnh cơ, là mình tập thăng bằng. Ví dụ như bạn MC đang ngồi đây là để tập cái thăng bằng trên cái quả bóng. Thì trên thăng bằng như vậy mình có thể là cải thiện được một số cái chức năng của vùng bụng, vùng lưng. Nhiều bệnh nhân ta không có ngồi, không có vững được thì mình sẽ sử dụng bóng để mình gia tăng cái cảm giác thăng bằng cho bệnh nhân. Thì cái tư thế này mình có thể là, ví dụ như mình là một người điều trị thì mình có thể mình phải cần hỗ trợ bệnh nhân ở cái vùng chậu chẳng hạn, ha, cái vùng chậu để bệnh nhân không có cảm giác là người ta té ngã, người ta sợ, ha, sẽ vững vàng hơn. Ha, đây là một tư thế. Rồi mình có thể chuyển qua từ cái vị thế này mình di chuyển cái chân dài ha. Gia tăng cái vấn đề thăng bằng là lên trước hoặc là lên cao. Rồi mình ở những cái vị thế này mình có thể là di chuyển cái chân để mình di chuyển cái quả bóng cho nó tạo cái sự khó hơn cái bài tập, độ khó sẽ khó hơn, mình gia tăng cái vấn đề thăng bằng. Rồi được chưa? Có mấy bài tập như vậy không? Không. Rồi mọi người cảm ơn.
không đi ra nữa, dài ra đó, nhận làm cái con nhận đó đó khó quá. Rồi, MC nói đi, MC. MC nói gì đó? Gió trải nghiệm xong rồi, MC nói đi. Vâng, vừa rồi thì đang cùng với các thầy cô, cùng với các bạn đã vừa trải nghiệm một cái bài tập, cơ bản của những bài tập hỗ trợ cho học sinh trình độ. Và để tìm hiểu sâu hơn về ngành này, chúng ta sẽ đi đến và gặp một vị khách mời để chúng ta có thể mình có thêm những thông tin chi tiết về ngành vật lý trình độ có chức năng của trường đại học các học bạn các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã có cơ hội để trải nghiệm những cơ sở vật chất cũng như là những trang thiết bị hiện đại tại phòng thực hành của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Và để có thêm những thông tin chi tiết về ngành này, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với thạc sĩ Huỳnh Văn Phát là giảng viên của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Thì ngày hôm nay thầy sẽ cung cấp cho chúng ta một số những thông tin về ngành học rất thú vị, một trong những ngành học của khối sức khỏe của trường học quốc tế Hồng Bàng. Vâng, xin chào thầy ạ. Hồi nãy thì chúng ta đã lúc trước khi bắt đầu buổi trò chuyện này thì đã được có cơ hội để tham quan phòng thực hành của khoa vật lý trị liệu và có rất nhiều những điều rất là thú vị. Và hiện tại thì khẳng định ở bên ngoài xã hội thì có rất nhiều những nhu cầu của các bệnh nhân có nhu cầu điều trị bằng hình thức vật lý trị liệu cũng như là có nhu cầu về phục hồi chức năng, thì chúng ta không thể phủ nhận được là vai trò của các y bác sĩ trong lĩnh vực này. Và đối với một cái ngành học khá là cần thiết và thú vị như ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì không biết thầy có những chia sẻ cũng như là giới thiệu về ngành này nữa hay không ạ? Thì ngành vật lý trị liệu là một trong những ngành thuộc chuyên ngành là phục hồi chức năng, thì là một cái lĩnh vực của y học phục hồi. Thì mình sẽ điều trị trên hầu hết các nhóm đối tượng từ trẻ sơ sinh cho đến người cao tuổi, và mình can thiệp ở nhiều cái lĩnh vực bệnh lý, ví dụ như là những cái tổn thương thần kinh, liệt nửa người, tai biến, mạch máu não, đột quỵ, hoặc là mình can thiệp ở những lĩnh vực về chấn thương chỉnh hình, gãy xương, thai khớp. Mình có thể can thiệp ở những cái lĩnh vực về nhi, ví dụ như chân khòeo, bại não, và một số lĩnh vực về hô hấp, tim mạch. Thì can thiệp của mình là mình sẽ điều trị phục hồi những cái chức năng của bệnh nhân bị mất đi, những cái khiếm khuyết mà do những cái bệnh lý gây ra. Vâng, và có lẽ là có rất nhiều đa dạng những cái lĩnh vực có sự cần thiết trong việc can thiệp vào của vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, đúng không ạ? Và đối với ngành học vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thì là các bạn sẽ được tương tác trực tiếp với bệnh nhân thông qua cái đúng cái tên của nó, chính là các cơ chế về vật lý qua những cái máy móc hiện đại. Vậy thì thầy có thể chia sẻ về những cái môn học cũng như là về chương trình học mà các bạn sinh viên sẽ được theo học trong khoa vật lý trị liệu hay không? Thì chương trình học của mình là mình sẽ học trong vòng 4 năm với 8 học kỳ, và mình sẽ có nhiều môn học về giải phẫu, về sinh lý, về những cái bệnh lý về cơ xương, thần kinh, da, tiết niệu. Và mình sẽ có cơ hội thực hành tại những cái bệnh viện. Mình sẽ có 4 cái học kỳ để mình đi thực tập lâm sàng tại những cái bệnh viện trong thành phố. Và thưa thầy, thì ngành vật lý trị liệu đúng với cái tên của nó luôn, như hồi nãy giờ chúng ta có trao đổi, thì các bạn bên cạnh những kiến thức lý thuyết trên lớp thì cái vai trò của việc học các cái kỹ năng thực hành cũng như là thực hành những cái ứng dụng trên trực tiếp vào bệnh nhân, thì không biết là môi trường để các bạn thực tập những cái kiến thức đó thì ở khoa vật lý trị liệu của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có trang bị cho các bạn, chuẩn bị cho các bạn như thế nào? Thì mình ở khoa của mình thì mình sẽ có 5 phòng thực hành, và mình có đầy đủ các máy móc về chuyên môn. Những cái máy mà hiện đại nhất thì khoa đều yêu cầu nhà trường đầu tư, thì mình có đầy đủ hết tất cả những cái máy mà để điều trị vật lý trị liệu. Bên cạnh đó mình sẽ có những cái môi trường thực hành ở bệnh viện, cái khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng tại hầu hết tất cả các bệnh viện trên thành phố. Thì mình sẽ đi được
thì tổng cộng là mình có 20 bệnh viện thực hành mà trường liên kết với lại các bệnh viện của thành phố để sinh viên có thể có điều kiện thực tập. Và có thể nói ở góc độ về chuyên môn thì chúng ta luôn luôn hình dung rằng là đây là một ngành về vật lý trị liệu. Vậy thì ở góc độ chuyên sâu hơn thì khi mà học về ngành vật lý trị liệu của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì các bạn sẽ học được ở những lựa chọn hoặc là chọn những chuyên ngành học nào? Thì trong vật lý trị liệu thì mình sẽ có nhiều lĩnh vực. Thì tùy theo các bạn nếu như các bạn trong quá trình học mình sẽ học chuyên sâu hơn những cái môn chuyên ngành, thì các bạn có thể lựa chọn những cái ngành học nằm trong vật lý trị liệu chuyên về một số cái lĩnh vực, ví dụ như cơ xương khớp hoặc là một cái lĩnh vực về thần kinh chẳng hạn. Nếu các bạn thích nhi thì các bạn có thể đi theo lĩnh vực chuyên ngành về nhi, ví dụ như hô hấp nhi hoặc là bại não hoặc là chân khòeo của nhi. Một cái chuyên ngành khác mà các bạn cũng có thể tham gia, ví dụ như các bạn mong muốn học ở những cái lĩnh vực về tim mạch hô hấp để chuyên điều trị cho những bệnh nhân hồi sức tích cực ở những cái khoa phòng, thì các bạn cũng có thể lựa chọn. Và đó là những cái ở góc độ về chuyên môn có những cái chuyên ngành đó. Và một cái điều mà khá là quan tâm của các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh trong việc lựa chọn ngành nghề cho con em của mình, đó chính là về cơ hội việc làm cũng như là cái môi trường học, cái môi trường mà sau khi các bạn tốt nghiệp ra trường á, thầy có thể chia sẻ thêm về những cơ hội việc làm sau khi các bạn hoàn thành khóa học của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được không ạ? Nói chung là cơ hội việc làm của mình rất là nhiều trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các tỉnh. Như thầy có chia sẻ thì cơ hội việc làm của các bạn sinh viên của khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì khá là cao. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập như thời đại hiện nay thì không chỉ là các bệnh nhân trong nước có nhu cầu để được thực hiện các biện pháp về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, thì các bệnh nhân hiện nay thì cái nhu cầu này nó cũng đã có thể là nhu cầu của các bệnh nhân ở nước ngoài cũng có nhu cầu để được thực hiện những liệu trình điều trị bằng phương pháp phục hồi chức năng như thế này. Thì không biết là môi trường làm việc cũng như là cơ hội việc làm mang tính chất quốc tế các bạn có thể làm trong môi trường nước ngoài được hay không? Khi mà các bạn theo học ở trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì cái kỹ năng mà trường cũng đầu tư cho các bạn đó là kỹ năng về ngoại ngữ, giao tiếp ngoại ngữ, cũng như là trong khoa mình sẽ có những cái môn học về chuyên ngành về ngoại ngữ. Đây là những cái mà các bạn có thể được trang bị để sau này các bạn có thể là các bạn làm việc ở những cái môi trường bệnh viện quốc tế chẳng hạn, hoặc là các bạn có cơ hội học tập ở nước ngoài và các bạn có thể là hợp tác lao động. Thì hiện tại thì cái nhu cầu về nhân lực ở nước ngoài về cái chuyên ngành vật lý trị liệu thì rất là cao, nhưng mà mình phải trang bị trước cái phần ngoại ngữ để mình có thể là mình hội nhập được, công tác được ở những cái bệnh viện ở nước ngoài. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì thầy Huỳnh Văn Phát cũng đã có những chia sẻ với chúng ta, cung cấp cho chúng ta thêm những thông tin rất chi tiết về ngành vật lý trị liệu và phục hồi chức năng được đào tạo tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và đây là một trong những ngành mà về khối sức khỏe của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có cái cơ hội việc làm khá là cao, và đặc biệt là đối với ngành này, cái nhu cầu lao động của các bạn khi ở nước ngoài cũng không phải là nhỏ nếu như các bạn được trang bị đầy đủ những kỹ năng về tiếng Anh cũng như là phương pháp làm việc với các bệnh nhân ở nước ngoài. Và đó cũng chính là những gì mà các bạn đang cung cấp những cái thông tin, và hy vọng những thông tin này các bạn sẽ được sử dụng để làm một trong những căn cứ để các bạn có thể đăng ký trong kỳ tuyển sinh 2020 tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và một lần nữa xin cảm ơn. Cảm ơn.